Nhân xin chào cả nhà. Hôm nay thì Nhân sẽ làm video, Nhân chia sẻ cho cả nhà về một cái vấn đề là tại sao người ta lại đi mua bất động sản và mua bất động sản để làm gì. Thì trong cái khoảng thời gian 4 năm làm việc của Nhân thì Nhân có đúc kết được 8 cái kinh nghiệm, 8 lý do tại sao mà người ta lại mua bất động sản. Thì thứ nhất là lý do đầu tiên là đầu tư. Và lý do đầu tiên là cũng là một trong những cái lý do khiến cho nhiều người đổ xô đi mua bất động sản nhất. Và cái lý do thứ hai là mua để ở. Ở thì mình sẽ chia ra hai hướng, có những người khách hàng mình mua là sẽ ở liền, và có những người khách hàng mua để từ từ để ở. Tức là có thể là mua xong để đó, khi nào mà già rồi thì về ở, hoặc là mua xong rồi khi nào mà có gia đình thì lúc đó sẽ về ở. Và cái thứ ba là mua cho. Mua cho thì ở đây là có chia ra ba cái cho. Thứ nhất là ông bà cha mẹ mua cho con, cho cháu, hoặc là ngược lại là con cháu mua cho ông bà cha mẹ. Và lý do thứ tư là mua vì chia tài sản. Và cái lý do này hầu như là Nhân cũng gặp khá là nhiều. Tức là có những gia đình ở Sài Gòn hoặc là ở những nơi khác, thì khi đã bán một cái bất động sản, một cái ngôi nhà hoặc là một cái lô đất tại cái vị trí mình đang sở hữu rồi, thì lúc đó chia cho con hoặc là chia cho cháu, tức là chia ít nhất phải từ 2 cho tới 3 phần. Thì đã bán rồi và chia cho nhiều người rồi, thì lúc đó không thể nào mà có đủ lại cái số tiền để mà mua lại một căn nhà hoặc là một cái lô đất tại cái vị trí mà mình mới vừa bán đó. Cho nên đó là một lý do để cho quý vị khách hàng của mình sẽ đi những nơi khác xa hơn hoặc là xấu hơn nơi đó để có thể sở hữu được những bất động sản, những cái tài sản gắn liền với nhà đất khác. Và lý do thứ năm là mua vì ở chung nhiều thế hệ. Đây cũng là một lý do mà hầu như là Nhân gặp khá là nhiều. Mà nhiều nhất là hầu như là những cái gia đình là có chị em dâu ở chung với nhau, thì Nhân gặp cũng khá là nhiều trường hợp. Và hầu như là những cái trường hợp này là cái kiểu như là đã đi kiếm bất động sản và kiếm để mua đó, thì hầu như là quyết định rất là nhanh. Tại vì cái kiểu đó nó giống như là một cái gì đó bức xúc, một cái gì đó nó kiềm chế từ lâu rồi, mà nó chạm mặt với giữa hai người chị em dâu với nhau ở chung một gia đình thì rất là khó. Cho nên là khi đã đi quyết định đi mua bất động sản thì thấy cái vị trí nào mà ưng ý mình hầu như là quyết định mua liền, chứ không ít khi nào mà chần chừ lắm. Và lý do thứ sáu là mua vì thấy người ta mua rồi mua theo. Tức là có những khách hàng là khi thấy anh chị, khi thấy bà con trong gia đình, hoặc là khi thấy bạn bè, hoặc là thấy rất là nhiều người đi cứ đổ xô đi mua bất động sản, thì lúc đó là cứ mua theo thôi, chứ không biết mua để làm gì, mua để được gì. Nó tóm lại là mua nhưng mà không có mục đích. Và cái lý do thứ bảy là mua vì đồng tiền nhàn rỗi. Tức là có những người khách hàng, chẳng hạn như khi mình kinh doanh, mình đầu tư một cái mảng nào khác thì mình có được một cái số vốn nhất định, thì lúc đó chẳng hạn như là mua vàng hoặc là mua đô la để mà dự trữ, hoặc là khi nào mà nó có lời thì bán lại, hoặc là chơi chứng khoán. Thì hầu như là những cái mà Nhân vừa mới nêu ra đó, thì những cái đó hầu như là nó cũng không có được cái dạng là khi mình đầu tư thì cái tỷ suất lợi nhuận nó không có cao, hoặc là nó có những cái rủi ro nhất định, hoặc là nhiều người không có bỏ vào đó, hoặc là khi đã bỏ vốn vào vàng, ngoại tệ và chứng khoán thì hầu như là không có an tâm. Cho nên là điều chuyển hướng, tất cả những người khách hàng nó điều chuyển hướng qua mua bất động sản và mua cũng để đó thôi. Rồi sau này là khi nào muốn sử dụng thì sẽ tính tiếp, hoặc là muốn bán thì sẽ tính tiếp. Và cái thứ 8 là cái cuối cùng, và cái lý do này là cũng một trong những lý do mà dân bất động sản như Nhân rất là thích, đó chính là mua vì bạn bè giới thiệu. Cái này là bên thật sự luôn là rất thích, bên môi giới của Nhân rất là thích. Tại vì một cái lý do là
khi một cái khách hàng nào đó mà đi xem một dự án, hoặc là xem đất ngoài, hoặc là xem nhà ngoài, nhà trong dự án, thì bên nhân phải phân tích rất là nhiều, rất là nhiều. Mà chỉ cần cái người bạn của mình đã mua rồi mà nói cái khu đó ok, khu này được, chỉ cần một từ được thôi là bằng cả ngàn câu nói để mà phân tích ra vì sao nó được. Tức là một câu nói của một cái người khách hàng đã mua hàng rồi mà giới thiệu lại cho Nhân, đó là bằng tới 1.000 câu nói của Nhân giải thích tại sao nó lại được, tại sao lại được đó. Cho nên đó là cũng là một trong cái lý do mà bên Nhân xin nhắc lại, tức là một lý do mà bên Nhân, bên môi giới hoặc là bên cò đó, hoặc là bên sale bất động sản rất là thích, và đó là cực kỳ thích luôn cả nhà. Cho nên là khi Nhân làm những video như thế này thì cả nhà mình đã mua bất động sản rồi hoặc là chưa mua đó, thì khi mà thấy Nhân quay những cái dự án nào mà cảm giác là mình thấy ok với cái vị trí đó, hoặc là ok với cái khoản tài chính của mình hoặc là tài chính của bạn bè, thì cả nhà mình có thể giới thiệu cho Nhân. Rồi, Nhân xin kết thúc video, và cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký của Nhân để có thể xem được tất cả những video sau. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.